Đọc truyện đêm khuya xin chào các bạn, mời các bạn cùng đến với tập 4 bộ truyện độc quyền của tác giả Trang Bubi qua giọng đọc Hạ Vi. Cuối cùng, trời cũng không phụ lòng người, vết thương đã ngưng chảy máu, nhưng mà chỉ là trước mắt, nếu để lâu, vết thương sẽ rất dễ bị nhiễm trùng. Tôi lo lắng bảo, "Minh, chúng ta ra ngoài đi, tôi phải đưa anh tới bệnh viện." "Cô biết đường ra không? Còn tôi tôi không nhớ đâu." "Sao vừa nãy tôi tưởng anh biết đường?" "Tôi chạy bừa đấy." "Rừng này nhỏ, Tôi nghĩ tìm lối ra sẽ dễ thôi Đi tôi đỡ anh Cô đừng đùa với rừng Nhỏ thì nhỏ Nhưng nếu không biết lối ra Sẽ thành một vòng luẩn quẩn Thôi ngồi yên đây Chờ đến sáng rồi đi Nhưng mà vết thương của anh Rất dễ bị nhiễm trùng đấy Minh không trả lời lại tôi Anh bất ngờ nghiêng đầu dựa vào vai tôi dáng vẻ nhìn rất mệt Nên không muốn nói nhiều hay làm gì nữa Chỉ chậm chạp nhắm mắt bảo Ngủ một lúc sẽ ổn thôi Tôi không nói gì nữa Ngồi im không nhúc nhích cho anh dựa bầu trời đêm ngoài tiếng gió rít còn có cả tiếng côn trùng kêu mới đầu nghe hơi sợ nhưng nghe một lúc cũng thành quen một lúc sau tôi thấy cơ thể của anh khẽ run lên nhưng da thịt thì lại nóng như thiêu như đốt tôi không biết làm sao để hạ sốt cuối cùng nghĩ tới cách hạ sốt mà mẹ hay dùng cho tôi lúc nhỏ là phương pháp da kể da tôi chủ động cởi chiếc váy ướt trên người mình xuống ôm anh thật chặt vừa để bớt lạnh vừa để giảm nhiệt độ thân nhiệt của anh xuống mới đầu tôi còn hơi ngại nhưng mà nghĩ vợ chồng với nhau đến mức này còn gì có thể ngại được nữa trong cơn suốt mê man tôi nghe thấy giọng anh vô cùng trầm ấm huyền anh cẩn thận cẩn thận sông mũi tôi bất giác cay xè cảm thấy trong lòng nổ một tiếng cánh cửa sắt đóng chặt không để cho ai bước vào trong lòng bỗng nhiên sụp đổ tại giờ phút này trước kia tôi từng ước giá như anh không tồn tại trong cuộc đời của mình thì tốt biết mấy nhưng bây giờ tôi lại ước Giá như giữa chúng tôi không có hận thù che mờ mắt thì tốt biết mấy, tôi vô thức hỏi, nếu giữa chúng ta không có hận thù, liệu anh có yêu em không? Minh không trả lời lại tôi, chính vì biết anh sẽ không nghe thấy nên tôi mới dám bật ra những lời này thành tiếng. Thời gian trôi qua, thân nhiệt của anh cuối cùng cũng giảm xuống, cơ thể anh cũng không còn run lên nữa, lúc ấy tôi mới có thể yên tâm thở phào nhẹ nhõm, sau đó vì mệt quá, nên tôi cũng thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay biết đến khi tôi tỉnh dậy trời đã sáng hẳn quay sang nhìn minh sắc mặt của anh trắng bệch sờ lên chán anh lại sốt cao đến độ mê man không biết gì tôi hoảng sợ liên tục gọi tên anh minh minh lúc ấy vì hoảng sợ quá ai hỏi gì tôi cũng không nói nên lời chỉ biết cầu xin họ đưa anh tới viện giúp tôi sau đó cả tôi và minh đều được đưa vào viện minh được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu còn tôi được chị y tá đưa đi băng bó một số vết thương đang chảy xước trên cơ thể kỳ lạ thật rõ ràng cơ thể tôi không phải là không bị thương nhưng tôi không cảm thấy đau dường như nỗi sợ hãi nào đó trong tâm can đã lấn át nỗi đau trên thể xác y tá nói tôi chỉ bị vết thương ngoài da không có vấn đề gì nghiêm trọng nên chỉ cần sát khuẩn làm sạch vết thương là xong sau đó tôi quay trở lại ngay phòng cấp cứu ngồi trước phòng chờ mà lòng tôi nóng gian như lửa đốt Mỗi giây mỗi phút trôi qua như kéo dài vô tận, khiến cho tôi đứng ngồi không yên, bên trong không biết đã xảy ra chuyện gì. Một lúc rất lâu sau, cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, người y tá chạy vội trên nền đất. Tôi lao đến nhưng chưa kịp hỏi gì thì người y tá đã bảo, "Cô ra ghế ngồi chờ đi." Một lát sau, tôi thấy cô ấy cầm theo mấy bịch máu mang về, thấy vậy tôi lại càng sợ, sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi nói trong vô thức, "Mình nhất định anh không được xảy ra chuyện gì." Anh mà làm sao tôi phải sống sao đây Tôi biết nói thế nào với bà nội Nhất định anh phải sống Nhất định phải sống Anh mà chết tôi cũng chết theo anh luôn đấy đổ ngốc Cuối cùng hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua Phòng cấp cứu mới tắt đèn Một người bác sĩ khá trẻ bước ra Tôi vội lao đến hỏi Bác sĩ chồng tôi anh ấy sao rồi Cũng may Đạn bắn sượt qua vai Nên không ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng Có điều các vết thương không được xử lý tốt Nên đang có dấu hiệu nhiễm trùng Tuy nhiên, cái này cũng không cần quá lo lắng. Chúng tôi hiện tại đã xử lý ổn và sẽ theo dõi thêm. À, cậu ấy còn bị mất máu nhiều nên vẫn đang truyền máu. Một lát nữa, cậu ấy sẽ được chuyển về phòng bệnh. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Khi người bác sĩ đi khỏi thì bỗng thấy trợ lý Kim vừa đến, vừa nhìn thấy tôi, khuôn mặt anh ta ngập tràn lo lắng hỏi. Cô Huyền Anh, xếp mình sao rồi? Bác sĩ bảo hiện tại đã ổn hơn rồi, mà sao anh biết chúng tôi ở đây? Sáng nay, Sếp mình có một cuộc hẹn rất quan trọng, nhưng từ tối qua tự nhiên tôi không liên lạc được cho sếp, trong khi bình thường sếp không bao giờ tắt máy như vậy. Tôi cũng có liên lạc với cô nhưng không được. Với chẳng biết sao, tôi có linh cảm không tốt nên liền cho người điều tra thì biết được tin sếp và cô gặp tai nạn ở rừng Lê Minh Xuân. Sáng giờ tôi chưa đến được vì bận xử lý một số công việc bên công an và truyền thông. Tôi gật đầu, thì ra là vậy, đúng là trợ lý riêng của anh nên tác phong cũng khá giống anh. Sau đó anh dục tôi về khách sạn tắm giặt nghỉ ngơi. Mới đầu tôi không muốn về, muốn đợi đến khi nào Minh tỉnh lại. Nhưng nhìn bộ trang phục đã nát bươm, cuối cùng lại gật đầu đồng ý. Sau khi về khách sạn tắm giặt thay đồ xong, tôi mở laptop nhắn tin cho chị chủ biên. Chị, chị cho em xin phép nghỉ một tuần nhé. Ngay lập tức chị chủ biên liền nhắn lại. Không được, cùng lắm ba ngày thôi, em cũng biết tòa soạn đang rất nhiều việc mà. Nhà em có việc, không nghỉ không được ấy chị chị thấy từ trước đến giờ em có xin phép nghỉ lâu như vậy chưa chị thông cảm cho em nhưng còn công việc thì sao em hứa sẽ nộp bàn thảo đầy đủ cho chị coi như chị thưởng em vụ được phỏng vấn độc quyền bên đông dương đi đông dương chấp nhận cho bên mình phỏng vấn độc quyền sao vâng chính xác ạ ok vậy cho phép nghỉ một tuần nhưng nhớ hoàn thành bàn thảo gửi sớm cho chị đấy tuân lệnh sếp xin nghỉ phép thành công coi như lòng nhẹ đi được một chút sau đó tôi mang laptop và một số đồ tới bệnh viện với Minh Lúc đến không thấy trợ lý Kim đâu Còn anh đã được chuyển về phòng bệnh nằm Tôi nhẹ nhàng mở cửa bước vào bên trong Thấy anh vẫn đang nằm ngủ Hương thơm quen thuộc của anh phẳng phất khắp căn phòng Tôi đi lấy khăn sạch lau mặt lau tay cho anh Đang lau thì thấy anh mở mắt Tôi vội vàng hỏi Anh tỉnh rồi à? Để tôi đi gọi bác sĩ Gọi bác sĩ làm gì? Tôi dậy lần này lần thứ tư rồi mới thấy cái mặt của cô đấy Tôi về nhà tắm giặt thay đồ mà tưởng trợ lý kìm ở đây với anh anh ấy đâu rồi tôi cho về rồi trời ạ à, ít ra anh cũng phải đợi tôi đến thì mới cho về chứ tôi có làm sao đâu mà cô cứ quan trọng hóa vấn đề lên thế bị thương như thế còn kêu là không sao anh bị hấp à ừ ở với cô lâu ngày nên hấp giống cô anh đúng là ngang ngược mà anh còn đau không giờ tôi nói không đau cô tin không không lúc ấy tôi thấy khóe môi của anh khi ánh lên nụ cười bình thường anh rất ít khi cười nhưng mà khi cười lên, dù chỉ là một ánh thôi, nhưng khiến tôi hiểu ra, trên đời này có người nở nụ cười là trăm nghìn vẻ đẹp, tôi bột miệng nói. Này, anh cười rất đẹp đấy, về sau cố gắng cười nhiều hơn nhé. Nghe tôi nói vậy, hàng lông mày của anh bất giác nhíu lại, nhưng không đáp lời tôi. Sau đó tôi định đi mua cháo hay phở cho anh ăn, thì thấy trên bàn đã có hộp cháo. Có lẽ là trợ lý Kim mua, tôi đứng dậy lấy cháo cho anh ăn. Mới đầu anh nhất quyết không ăn, Tôi nói mãi mới chịu ăn nửa hộp, sau chuyện tối qua, tự nhiên tôi cảm thấy khoảng cách của mình và anh tuy vẫn còn rất xa, nhưng gần thêm một chút so với trước kia rồi. Vừa xúc cháo cho anh ăn tôi vừa hỏi, "Mà này, anh có nghi ngờ được ai thuê người làm chuyện tối qua chưa?" Khi tôi hỏi đến câu này, anh hơi khựng lại, nét mặt của anh bỗng trầm lặng hơn, im lặng vài giây anh mới đáp, "Cũng không hẳn là không nghi ngờ ai, nhưng độ tôi khỏe rồi tính, mà chuyện này, cô đừng nói cho bạn nội biết." Bà tuổi cao rồi Biết chuyện sẽ lo lắng rồi sinh bệnh đấy Tôi biết rồi Mà sáng nay trợ lý Kim bảo Xử lý bên công an và truyền thông rồi đấy Ừ tôi không muốn làm dùm beng chuyện này lên Vì sẽ ảnh hưởng tới nhiều cái Nhưng tôi nhất định điều tra ra kẻ đứng sau Dù là ai cũng sẽ không tha Lời anh vừa dứt thì một cô y tá đi đến gọi tôi sang phòng hành chính, ký một số giấy tờ và đưa đơn thuốc cho tôi đi mua thêm. Khi quay trở về phòng bệnh, lại thấy anh đã ngủ rồi, có lẽ anh đang rất mệt, chỉ có mệt mỏi quá độ mới khiến anh ngủ nhiều như vậy. Tôi tranh thủ nhân lúc anh ngủ, mở laptop lên viết bản thảo, viết được một lúc chẳng hiểu thế nào cũng ngủ gục xuống rồi thiếp đi. Đến khi mở mắt, tôi thấy Minh đang nhìn mình chằm chằm, động tác tay của anh bỗng dừng lại trên không trung khi thấy tôi mở mắt. Tôi không biết anh định làm gì, còn chưa kịp hỏi thì anh đã giống như người có tật giật mình lên tiếng giải thích trước. Tôi đang định đập con rồi cho cô, ngủ kiểu gì? Rồi gần chui vào mồm rồi cũng không biết Tôi nhíu mày Liếc ngang liếc dọc Có thấy con ruồi nào đâu Thế nhưng tôi cũng không vặn vẹo mà hỏi lại anh Anh dậy lâu chưa Cô muốn ăn gì không Tôi mới ăn cách đây không lâu Cô tưởng tôi ăn giống lợn như cô à Này sao cái gì xấu xa anh cũng ví với tôi thế Trong mắt anh Có cái gì tôi không xấu không Anh nhìn tôi vài giây rồi thản nhiên nói Trên giường cũng tạm được Tôi tròn xoay mắt nhìn anh Đối với vấn đề này Tôi biết mình không nói nổi anh Nên ngoan ngoãn im lặng là thượng sách Có điều không cần soi gương Cũng biết mặt tôi đang đỏ lên như quả cà chua chín cây Cũng may đúng lúc đó Thì trợ lý Kim đi vào như giải vây cho tôi Anh ta mang đồ ăn Túi sách, điện thoại Và một số đồ dùng hôm qua chúng tôi để quên trên xe Trong phòng VIP bệnh viện Có một giường và một ghế sofa Tối hôm ấy tôi soạn bản thảo xong Vừa gặp laptop Đang định lên ghế sofa ngủ Thì Minh đã bảo trước Giường còn chỗ, lên giường ngủ đi. Thôi, tôi ngủ sofa được rồi, thói ngủ của tôi hơi xấu, nằm giường không may lăn vào cánh tay của anh thì làm sao? Yên tâm, tay tôi chưa chống được đâu nên không phải sợ. Rõ ràng là tôi có ý tốt, muốn để người bệnh như anh ngủ thoải mái, vậy mà cuối cùng anh lại suy nghĩ lệch lạc đi đâu? Tôi lúng túng cãi lại. Tôi sợ gì chứ? Nếu không sợ thì lên giường đi. Tôi biết cái tính ngang ngạnh của anh rồi nên không cãi lại nữa, ngoan ngoãn leo lên nằm trước khi đi ngủ tôi vẫn để ý giữ khoảng cách để chống động vào vết thương của anh thế mà chẳng ngờ đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy tôi phát hiện tư thế ngủ của mình vô cùng khiếm nhã tôi gần như nằm úp trên người anh tôi gối đầu lên vai anh cũng may là ở bên vai không bị thương một chân tôi vắt qua bụng anh một cánh tay ôm chặt lấy cổ anh điều khiến tôi xấu hổ nhất là nước miếng của tôi rớt cả trên người anh với một người sạch sẽ như anh một tí nước miếng ấy sẽ là thứ vô cùng khủng khiếp tôi đã chuẩn bị sẵn một tâm hồn để anh nổi giận thậm chí chuẩn bị sẵn cả bài để cãi lại anh vì cái tôi anh không cho tôi ngủ trên sofa nhưng kỳ lạ là anh chỉ nhàn nhạt nói dậy rồi thì chuẩn bị khám lại sức khỏe đi tôi ngây người nhìn anh hả cô quên là hôm trước mình suýt tái phát bệnh tim à khám lại đi tôi nhớ tôi chưa từng nói cho anh biết tôi từng bị bệnh tim tôi ngồi bật dậy hỏi sao anh biết tôi bị bệnh tim vậy minh nhìn tôi khuôn mặt trầm ngâm vài giây rồi đáp cô quên hồi cô sinh ra tôi vẫn là anh cô sao phải rồi suýt chút nữa thì tôi đã quên một việc quan trọng chúng tôi từng là anh em tôi thở dài đáp thỉnh thoảng tôi cũng khám sức khỏe định kỳ bác sĩ nói nhịp tim tôi rất tốt chẳng qua là hôm vừa rồi sợ quá nên như vậy thôi mà không nói đến một người bệnh như tôi kể cả một người bình thường rơi vào trường hợp đó nhịp tim cũng sẽ tăng cao thôi thái độ của mình vẫn rất kiên quyết bảo tôi chuẩn bị đi tôi đặt lịch khám cho cô rồi đấy trước sự kiên quyết ấy Tôi đành bất đắc dĩ đồng ý, xem như đi kiểm tra lại cũng tốt. Thế là đánh răng rửa mặt xong, tôi đi đến thẳng khoa tim mạch, tôi được chỉ định đi xét nghiệm công thức máu để tìm hiểu chính xác các chỉ số của cơ thể và đo điện tâm đồ. Sau hơn 2 giờ loanh quanh vừa khám vừa chờ đợi, tôi nhận được kết quả nhịp tim của tôi có chút bất thường, nhưng chỉ cần tôi tích cực điều trị, chú ý ăn uống và nghỉ ngơi điều độ, tránh vận động quá sức, tránh tình trạng quá xúc động thì sẽ không có gì đáng ngại. Sau đó bác sĩ kê cho tôi thuốc điều trị và thuốc bổ. Từ khoa tim mạch, tôi đi xuống căng tin mua thêm ít đồ rồi mới quay trở về phòng anh. Khi tôi vừa bước tới cửa, từ trong phòng bỗng vọng ra tiếng khóc sụt xịt của người phụ nữ. Bàn chân đang bước của tôi chợt khựng lại. Tôi ngước mắt nhìn vào bên trong căn phòng. Vì cửa phòng mở hé nên qua khe hở, tôi nhìn thấy rõ trên chiếc giường bệnh Gia Hân ôm chặt anh như một đứa trẻ bất lực khóc nức nở trong lòng anh. Chuyện lớn như vậy mà anh lại giấu em, có biết là em lo cho anh thế nào không hả anh mà có bệnh hệ gì em biết sống làm sao còn bé mina của chúng ta sẽ như thế nào khi không có bố với tư cách của một người vợ lẽ ra trong trường hợp đó tôi phải xông vào đẩy cô ta ra khỏi người của chồng mình nhưng mà giờ khắc này đây đôi chân tôi bỗng dưng nặng trịch đến cất bước cũng khó khăn nhất là nghe mấy chữ bé mina của chúng ta sẽ như thế nào khi không có bố tựa như có hàng ngàn mũi dao cùng lúc xiên vào cơ thể đâm tan nát lục phổi ngũ tạng hai người đã có con chung sao cả cơ thể tôi đột nhiên run rẩy khoe mắt bất giác ửng đỏ khoảng cách từ chỗ tôi vào trong căn phòng chưa tới một bước chân nhưng mà cứ ngỡ như cách cả thế giới mina mấy hôm nay thế nào rồi giọng của minh đột nhiên vang lên hỏi Gia hân liền đáp con bé đã ổn hơn nhiều rồi chỉ là con bé nhớ anh lắm luôn miệng bảo mấy ngày nay không biết bố minh đi đâu không đến thăm con chẳng hiểu sao càng nghe lòng tôi càng như thít chặt lại cuối cùng tôi không thể đứng nghe tiếp được nữa chậm rãi xoay người bước đi từ trước tôi luôn cho rằng những tình tiết diễn biến kiểu này chỉ diễn ra trong tiểu thuyết hoặc phim ảnh chẳng qua chỉ là tình huống để lấy đi nước mắt của người xem vậy mà không ngờ bản thân cũng có một ngày rơi vào bi kịch ấy từ ngày kết hôn với anh tôi luôn có suy nghĩ một ngày nào đó sẽ ly hôn thế nhưng giờ phút này tôi không cách nào kìm nén được nỗi đau đang sụp sôi trong cơ thể tôi không biết mình nên đi đâu tựa như một linh hồn lặng tiếng phiêu bạt trên dãy hành lang bệnh viện cho tới khi một giọng nói trầm khàn vang lên huyền anh tôi giật mình ngước mắt lên nhìn thấy anh khang đang ở phía trước mặt tôi vội vàng lau đi những giọt nước mắt đang tèm nhem trên khuôn mặt khi anh khang đến gần tôi hàng lông mày của anh bất giác nhíu lại ánh mắt thoáng buồn anh biết tôi đang khóc nhưng anh không hỏi chỉ bảo anh về hà nội thì nghe tin minh nằm viện sắp xếp công việc xong đến bây giờ anh mới bay vào lại đây được vâng bữa giờ em tưởng anh vẫn trong này không anh về hà nội ngay chiều hôm sau vì việc trong này có minh giải quyết rồi mà anh tưởng em cũng về hà nội luôn hôm đó dạ em hoãn lại chuyến bay anh ạ mà anh vào đây bà nội và bố có biết không ạ có bố biết thôi chiều nay giải quyết việc công ty xong bố cũng vào thăm minh còn bà nội tuổi đã cao nên mọi người vẫn giấu bà. Tôi gật đầu, nghĩ tới Gia Hân vẫn đang trong phòng nên rủ anh Khang xuống quán cà phê ngồi một lúc. Anh Khang cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên với thái độ của tôi, chỉ gật đầu, ngồi trong quán cà phê đối diện với anh Khang, nhưng lòng tôi trống trải vô cùng, trong đầu chất chứa đầy câu hỏi không có lời giải đáp, rốt cuộc anh có yêu Gia Hân không? Rốt cuộc có phải hai người có con chung không? Nếu đã có con chung, tại sao anh lại kết hôn cùng với tôi? bao giờ anh sẽ ly hôn với tôi để đón mẹ con cô ấy về chung sống những câu hỏi nực cười nhưng lại khiến lòng tôi chua xót tôi không yêu anh sao hay là tôi đang tự lừa dối mình quả thật biết bao nhiêu lần tôi tự nhắc nhở mình rằng không được có tình cảm với anh không được phép vì sớm muộn kiểu gì một ngày nào đó sẽ ly hôn nhưng cho tới bây giờ tôi mới biết thế gian này có một người đàn ông dù không làm gì chỉ yên lặng ngồi bên cạnh không nói gì cả mà chỉ nhìn bản thân cũng sẽ khẩn trương rung động cầm cốc trà đào trên tay tôi nhấp môi một ngụm hy vọng vị ngọt của trà sẽ giúp tôi xua đi vị đắng trong miệng chẳng ngờ không những không xua đi được vị đắng trà đào hôm nay lại có vị chua lạ thường anh khang bất ngờ hỏi tôi vừa nãy gia hân đang ở trong phòng à tôi ngạc nhiên hỏi lại sao anh biết à cô ấy bay cùng chuyến với anh anh cũng không biết sao cô ấy biết tin Minh nằm viện. Tôi gật đầu cười khổ, sau đó chợt nhớ ra, anh Khang là anh trai của Minh, là người nhà họ Huỳnh thì chắc Gia Hân cũng chẳng có gì xa lạ với anh. Tôi nhìn anh, tôi muốn hỏi rõ giữa Gia Hân và Minh là như thế nào. Dù biết trước câu trả lời có thể tàn khốc hơn suy nghĩ của tôi, nhưng tôi muốn chịu nỗi đau một cách tỉnh táo, giống như đôi khi càng biết không nên làm chuyện gì thì nội tâm lại càng nóng lòng muốn thử chuyện đó biết rõ núi có hổ lại cứ hướng về núi hổ mà đi, giọng tôi hơi lạc đi một chút. Anh Khang, có phải Minh và Gia Hân trước kia từng yêu nhau không ạ? Đối với câu hỏi bất chợt này của tôi, ánh mắt của anh Khang có chút ngạc nhiên. Sao tự nhiên em lại hỏi như vậy? Tôi chỉ cần biết có yêu hay không thì sẽ biết rõ hai người có con chung hay không, vì có yêu nhau thì mới có con chung với nhau. Tuy nhiên cũng sẽ xảy ra một trường hợp ngoài ý muốn như trước kia tôi và anh, nhưng phần trăm đó rất thấp. Em chỉ muốn biết thôi. Em đừng có suy nghĩ nhiều, quan trọng bây giờ em mới là vợ của Minh. Tôi cố gắng nặn ra nụ cười đáp, em biết mà, người ta thường quan trọng hiện tại và tương lai, nhưng đôi khi lại rất tò mò về quá khứ anh ạ. Ừ, anh không muốn em nghĩ ngợi nhiều, nếu như em muốn biết thì anh sẽ nói cho em biết, theo anh được biết minh và gia hân có khoảng thời gian hẹn hò bí mật sau đó lý do chia tay thì anh cũng không rõ nhưng có thể nói gia hân chính là mối tình đầu của minh tôi ngồi yên nhưng trái tim đã lạnh giá từ bao giờ mỗi câu mỗi chữ từ miệng của anh khang phát ra đều như dao nhỏ rạch từng nhát vậy tôi ngước mắt nhìn ra ngoài bầu trời trời xanh nắng đẹp nhưng trong mắt tôi đã sớm trở nên âm u từ lúc nào nếu thật sự hai người có con tôi không biết mình nên làm gì nữa nghĩ mãi không ra đáp án cuối cùng tôi quyết định không nghĩ nữa phó mặc cho thời gian trả lời ngồi thêm một lúc cho tới khi tâm trạng bình ổn lại thì tôi và anh khang trở về phòng bệnh gia hân lúc này đã không còn ở trong phòng thấy tôi và anh khang bước vào nét mặt của minh liền xa sầm lại nhưng tôi cũng chẳng buồn giải thích chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau tôi chẳng biết có phải là anh khó chịu khi thấy tôi đi cùng với anh khang hay không nhưng khi anh khang nhiệt tình hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh thì anh chỉ thờ ơ đáp lại như kiểu cho có tôi cảm giác như mối quan hệ của anh và anh khang cũng không thân thiết cho lắm ngồi một lúc thì anh khang đứng dậy bảo thấy em không sao lại yên tâm rồi thôi em nghỉ ngơi đi bây giờ anh qua hội nghị tham dự một lúc sau khi khang đi khỏi minh quay sang hỏi tôi kết quả khám thế nào tôi nói dối kết quả khám bình thường minh nhíu mày vẻ mặt nghi hoặc nhìn tôi giống như biết tỏng nhưng không thèm nói tới buổi trưa thì gia hân lại đến cô ta mang hai hộp đồ ăn vào giọng nói rất dịu dàng em mang cơm trưa cho anh và chị này cơm em mua ở nhà hàng này người ta bảo ngon lắm mỗi tội từ viện đến nhà hàng đó phải đi gần 20 cây mới đến anh và chị ăn thử xem ngon không nhá. chứ ăn cơm viện nhiều cũng chán tôi giả vờ như không biết cô ta đến vẻ mặt tỏ ra ngạc nhiên bảo hân vào đây bao giờ vậy em Em bay vào từ sáng chị ạ. Hồi buổi em cũng vào viện một lần rồi, nhưng lúc đấy không thấy chị trong phòng. Em biết tính anh Minh kén ăn nên đi tìm nhà hàng nào đó nấu ăn ngon một chút mới mua vào cho anh chị ạ. Ăn cơm viện em thấy vừa không ngon vừa không đủ dinh dưỡng. Mới đầu tôi cũng không để ý gì nhiều, nhưng khi ngẫm lại, thấy cô ta đang cố tình chê cơm bệnh viện mà bữa giờ tôi ở đây chăm anh ăn cơm bệnh viện là nhiều, giống như ý nói tôi chăm sóc cho anh không chu đáo, còn nếu là cô ta thì chắc chắn sẽ chu đáo hơn tôi cười nhạt đáp cơm bệnh viện có thể không có nhiều món như ngoài nhà hàng nhưng ở đây người ta nấu cho các bệnh nhân ăn nên tất nhiên bệnh viện cũng phải đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho các bệnh nhân rồi với lại chị thấy cơm cũng ngon mà rất hợp miệng có thể chị em mình ăn gì cũng được nên thấy vậy chứ như anh minh lại khác chị ạ lần này tôi không trả lời cô ta mà quay sang hỏi minh bữa giờ anh ăn cơm trong viện thấy được không lần này tôi để xem anh bảo vệ quan điểm của người vợ trên danh nghĩa là tôi hay là người trong lòng là cô ta minh nhìn tôi vài giây rồi chậm rãi đáp rất ngon rất hợp miệng nghe vậy sắc mặt của gia hân thoáng tối sầm lại ánh mắt hiện rõ vẻ không vui nhưng rất nhanh cô ta liền nở nụ cười đáp lại vậy ạ à, chắc là bệnh viện này có đầu bếp nấu ăn ngon thế mà em không biết cứ tưởng như là một số bệnh viện em từng nằm thôi em lỡ mua rồi anh với chị ăn nhé thời gian trôi qua Thật sự ở trong phòng có cả cô ta và tôi Tôi thấy không thoải mái một chút nào Nhưng tôi cũng không thể đi ra ngoài Nhường phòng cho cô ta và chồng mình Như vậy thì đắc ý cho cô ta quá đi Tới 3 giờ chiều hôm đó Thì bố chồng tôi và anh Khang đến thăm anh Vì vắng mặt anh ở công ty Lịch trình công việc nhiều hơn Nên bố tôi và anh Khang chỉ ở lại đến 5 giờ chiều Lại bay về Hà Nội Trước khi bố chồng tôi về Ông hỏi Gia Hân Gia Hân Hôm nay cháu có về Hà Nội luôn không? về thì đi cùng với bác và Khang luôn. Dạ, cháu đang định ở lại đây vài hôm, phụ chị Huyền Anh chăm sóc anh Minh ạ. Cảm ơn ý tốt của cháu, nhưng bác nghĩ không cần đâu. Với tình hình sức khỏe của Minh hiện tại, mình Huyền Anh chăm là được rồi. Với lại vợ chồng chăm sóc nhau dễ hơn là người ngoài cháu ạ. Chắc có lẽ bố chồng tôi cũng đoán ra được tâm tư của Gia Hân dành cho Minh, nên ông cố tình nhấn mạnh hai chữ người ngoài để rạch sỏi danh giới. Đúng là gừng càng già càng cay, lời nói rất bình thường, nhưng ý tứ lại rất sâu cay. Gia Hân nghe vậy, gương mặt thoáng chốc cứng lại, còn chưa kịp lên tiếng thì lại tới lượt Minh nói. Bố anh nói phải đấy, với lại anh không tới mức bệnh nặng liệt giường hay là què cụt chân tay mà cần phải hai người chăm. Có lòng đến thăm anh anh cảm ơn, nhưng ở lại chăm anh thì không cần đâu. Bố chồng tôi và chồng tôi nói vậy rồi, tất nhiên cô ta sao có thể mặt dày muốn ở lại được nữa, cuối cùng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay đáp. Dạ vâng, Vậy em về Hà Nội trước Anh sống khỏe rồi về nhé Ừ Sau đó bố chồng tôi quay sang bảo tôi Con cũng giữ gìn sức khỏe nhé Dạ vâng con biết rồi ạ Khi chỉ còn hai chúng tôi trong phòng bệnh Bầu không khí bỗng dưng Khiến tôi cảm thấy ngột ngạt lạ thường Lòng lại nghĩ tới chuyện không nên nghĩ Thật sự tôi vẫn rất muốn hỏi thẳng Minh Có phải hai người có con chung không Nếu sự thật là vậy Tôi sẽ tác thành cho gia đình nhỏ ấy được sung vầy, nhưng cuối cùng tôi vẫn không đủ can đảm để nói ra. Hay nói một cách khác, tôi vẫn không thể thuyết phục được bản thân chấm dứt cuộc hôn nhân này. Dẫu biết rằng sớm muộn gì cũng ly hôn, đang tha thần suy nghĩ thì giọng nói của anh đầy mỉa mai vang lên. Người ta về rồi, mang theo linh hồn của cô đi luôn à? Lẽ ra, người ấm ức lúc này là tôi mới đúng, tôi lườm nhẹ anh một cái rồi đáp. Anh đang nói bản thân của anh à? Mình không thèm đáp lại lời tôi, sau đó chúng tôi lại trở về trạng thái im lặng chẳng ai nói với ai câu nào mấy ngày tiếp theo trôi qua cuối cùng cũng đến ngày minh được xuất viện sau khi xuất viện chúng tôi liền trở về hà nội tuy vết thương đã liền miệng nhưng bác sĩ dặn anh vẫn phải nghỉ ngơi thêm khi về nhà thế nhưng sau khi xuống đến sân bay anh liền đi tới tập đoàn làm việc còn tôi sau khi về đến hà nội thì việc đầu tiên là đến thăm bà nội chồng và qua nhà thăm bố mẹ và sam bà nội và bố mẹ tôi vẫn chưa biết chuyện chúng tôi trải qua khi ở Sài Gòn nên tôi không bị tra hỏi. Buổi chiều, tôi đang chơi cùng với Sam thì nhận được điện thoại của cái tỉnh rủ đi mua sắm. Tôi liền đồng ý và dẫn Sam đi cùng. Cái tỉnh khi nhìn thấy Sam liền ngạc nhiên hỏi Huyền Anh, em gái nuôi của cậu đây à? Ừ, em gái mình đấy. Nói xong tôi quay sang bảo Sam Sam, đây là chị tình, bạn thân của chị. Con bé Sam liền lễ phép chào em chào chị ạ à. chị chào sam rất vui được gặp em nói xong cái tỉnh ngước mắt bảo tôi trời ạ mình không nghĩ con bé xinh xắn đáng yêu thế này đâu Xinh như thiên thần ấy mà duyên thật cũng có nét giống cậu lắm huyền anh ạ giống cả chồng cậu nữa nếu không biết trước còn tưởng là con gái của hai người ấy ngay vậy trái tim tôi bỗng nhói lên một cái nỗi đau năm xưa lại ùa về nếu như đứa bé ấy không mất thì giờ đây tôi và anh cũng đang có một đứa con chung lớn như Sam và cũng đáng yêu như Sam đúng không? Tôi mỉm cười đáp. Ừ, cũng thấy mấy người bảo vậy, nhưng đa số đều khen giống chồng mình nhiều hơn. Đúng rồi, nhìn có nét giống cậu, nhưng ít giống hơn chồng cậu. Sau này hai người mà có con, chắc chắn cũng sẽ là một cực phẩm như này. Nghe đến đây, tôi không thể nào giấu được nỗi buồn hiện lên trong ánh mắt. Chúng tôi làm sao có thể có ngày như vậy? Cuộc hôn nhân này định sẵn giống như một loài hoa tươi có thể héo tàn bất cứ lúc nào cái tình như nhận ra sự khác thường của tôi ngập ngừng một lúc nó hỏi cậu sao thế có chuyện gì à thực sự đến giờ phút này tôi không muốn giấu cái tình nữa tôi chỉ muốn kể hết ra sự thật cho nó biết chí ít sau này mỗi khi buồn tôi có thể có người để tâm sự cho nhẹ lòng dù biết rằng tốt đẹp khoe ra xấu xa che lại nhưng cái tình là người mà tôi rất tin tưởng nghĩ vậy tôi liền đưa bé Sam ra nhà bóng trong siêu thị để chơi, sau đó ngồi kể cho cái tình nghe về thực tại tàn khốc của hôn nhân của chúng tôi, không hạnh phúc như mọi người nghĩ. Cái tình nghe xong, mắt rơm rớm lệ vì thương tôi xong bảo. Mình không nghĩ, cậu lại phải chịu nhiều ấm ức như vậy, đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Ừ, nhiều lúc mình cũng chán lắm, nhưng sao lại tự động viên, thôi thì mưa đến đâu mắt mặt đến đấy. Ê, nhưng thật lòng, nhìn ánh mắt của chồng cậu khi nhìn cậu rất dịu dàng và thâm tình luôn ấy bởi vậy mình luôn thấy mừng cho cậu đã gặp được đúng người đàn ông chân thành tôi cười khổ đáp tất cả chỉ là diễn cho mọi người xem thôi nhưng mà thề dù chỉ gặp chồng cậu hai lần nhưng mình vẫn có cảm giác anh ấy có tình cảm với cậu bởi vì con người anh ta lời nói hay hành động đều có thể bán đứng chính bản thân mình nhưng ánh mắt thì không thể đâu mình biết miêu tả sao nhỉ ánh mắt của anh ấy nhìn cậu rất khác so với ánh mắt khi nhìn mọi người. Nếu anh ta yêu mình, sẽ không bao giờ có thêm người phụ nữ khác đâu, đúng không? Tôi nói đến đây, cái tỉnh khựng lại vài giây rồi ngạc nhiên hỏi lại. Người phụ nữ khác, đừng nói với tớ, chính là cái người mà hôm bọn mình gặp ở quán cà phê nhá. Ừ, là cô ta đấy. Bảo sao, ánh mắt con mũi rất là kiêu ngạo và thách thức, nhìn cái mặt căng căng chỉ muốn đập cho một phát. Này Huyền Anh, dù cậu và chồng có như thế nào, thì hiện giờ cậu cũng vẫn là vợ hợp pháp cậu có quyền dập chết con tiểu tam đó Không đơn giản như cậu nghĩ đâu Gia đình cô ta và gia đình chồng mình Có mối quan hệ thân thiết từ xưa rồi Mình làm sao làm gì được cô ta Với lại Nói đến đây giọng tôi như lạc đi Có khi người chồng mình yêu chính là cô ta Vì mình nghe nói Hai người từng có thời gian hẹn hò Tôi nói xong Cái tình dường như cũng không biết nên nói thế nào nữa Nên chỉ nhìn tôi với vẻ mặt bất lực Chúng tôi ngồi tâm sự tới 6 giờ chiều thì về nhà Tối hôm đó tôi ở lại bên nhà ăn cơm xong, tới 9 giờ mới về nhà mình. Lúc tôi về Minh vẫn chưa về, tôi tắm rửa thay đồ xong tới 10 giờ anh cũng vẫn chưa về. Bình thường anh về giờ nào tôi không quan tâm, nhưng bây giờ vết thương cũng chưa gọi là bình phục hoàn toàn. Nhớ đến những giây phút anh bảo vệ tôi đêm hôm ấy, lương tâm của tôi bỗng dưng trỗi dậy. Tôi cầm điện thoại lên bấm số gọi cho anh, muốn nhắc nhở anh chỉ cần nghỉ ngơi sớm. Cuộc gọi vừa đổ chuông, đầu dây bên kia liền nhận máy nhưng một giọng nói nữ quen thuộc vang lên alo anh minh đang đi tắm chị gọi có việc gì gấp không thì để em bảo anh ấy một cảm giác lạnh buốt tràn vào tận xương tủy tôi đang định lên tiếng thì chợt nghe thấy giọng của minh thấp thoáng từ đầu dây bên kia vang lên cuối cùng tự nhiên tôi không còn biết nói gì nên cũng đành tắt máy hóa ra giờ này anh không phải bận công việc mà là bận ở bên cô ta và có lẽ đêm nay không về cũng là vì ở bên cạnh cô ta. Đọc đến đây, có lẽ sẽ có rất nhiều người bảo tôi ngu hay sao mà không chạy đến bắt gian tại trận, nhưng mà tôi sợ anh sẽ bảo cô không có tư cách quản lý tôi. Lúc ấy chắc chắn sẽ rất đau vì thực chất tôi không có tư cách đó thật. Tôi đem theo tâm trạng vừa ấm ức, vừa bực dọc, vừa đau lòng lên giường nằm, dù cơ thể đang rất mệt mỏi, tôi cố nhắm mắt ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Đến 11 giờ đêm, tiếng cạch cửa phòng vang lên bất chợt, người đàn ông tôi tưởng đêm nay sẽ không về nhà, bất thình lình lại trở về, khiến tôi có chút giật mình, anh nhìn thấy tôi liền hỏi: "Sao giờ còn chưa ngủ?" Giọng tôi có chút hờn dỗi đáp: "Kệ tôi." "Hôm nay có lại uống lộn thuốc à?" "Tôi đang điên đấy, đừng có chọc tôi." "Đang điên hay là đang ghen?" Như bị nói trúng tim đen, tôi á khẩu mất vài giây rồi đáp: "Tôi không bị thần kinh đâu mà ghen." anh đi đâu với ai làm gì Tôi cũng không thèm quan tâm Minh lại nhìn dáng vẻ của tôi Dáng vẻ giống như kiểu biết tầm suy nghĩ của tôi rồi Nên không thèm nói nữa Sau đó anh đi vào nhà tắm Mà kỳ lạ, đang bực dọc Nhưng khi thấy anh xuất hiện Đáy lòng tôi bỗng như có dòng nước mắt chảy qua Khiến cho tâm trạng dịu xuống hơn rất nhiều Sau đó tôi cũng không biết Mình thiếp đi vào giấc ngủ lúc nào Sáng hôm sau Đến tòa soạn sau một tuần nghỉ phép Vừa đến, chị chủ biên liền giao cho tôi nhiệm vụ đến công ty Sơn Hà, một công ty may mặc để phỏng vấn. Lúc tôi đến, tiếp tân nói giám đốc của họ vừa ra ngoài cách đây 30 phút nên dẫn tôi vào phòng ngồi chờ. Thế nhưng chờ đến gần 2 tiếng đồng hồ vẫn không thấy người đâu, tôi liền đứng dậy xin phép ra về và hẹn lại sẽ đến phỏng vấn sau. Khi tôi vừa đi được vài bước thì tiếp tân gọi tôi lại và đưa cho tôi nghe điện thoại của giám đốc họ. "Phóng viên Huyền Anh, thật ngại quá để cô chờ lâu." Sáng nay tôi có hẹn với tòa soạn bên cô, nhưng lại có hợp đồng cần ký gấp. Hiện tại tôi đang ở khách sạn Sunny, cách công ty tôi khoảng 3-4 cây. Tôi đang có một tiếng rảnh trước khi gặp khách hàng tiếp theo. Phiền cô có thể đến đây phỏng vấn một chuyến được không? Thực ra, trong người đang có chút bực bội vì họ sai hẹn, nhưng tôi không muốn lãng phí hơn 2 tiếng đồng hồ mà không được việc gì nên cũng đành đồng ý. Đến khách sạn, giám đốc Sơn Hà đang ngồi chờ trong phòng VIP, tôi chủ động lên tiếng. Chào giám đốc Sơn, Tôi là phóng viên Huyền Anh, báo Kinh tế và Pháp luật." Người đàn ông chừng hơn 50 đứng lên cười tươi nói, "Nghe danh phóng viên Huyền Anh đã lâu, nay mới được gặp mặt, đúng là tuổi trẻ tài cao, vừa xinh đẹp vừa giỏi." "Cảm ơn giám đốc Sơn đã quá khen ạ. Mời ngồi." Tôi gật đầu kéo ghế ngồi xuống, sau đó tôi lên tiếng đi thẳng vào việc chính. "Để không làm mất nhiều thời gian của giám đốc Sơn, tôi xin phép bắt đầu cuộc phỏng vấn luôn ạ." Ông ta liền khoát tay, "Chuyện phỏng vấn đợi lát rồi nói." bây giờ tôi có thể mời phóng viên huyền anh một ly xem như là lời chào cũng như là lời xin lỗi chân thành vì đã để em chờ lâu được không nghe lão già trung niên này xưng em với mình tự nhiên cổ họng tôi lợm lên muốn mắc ói tôi dùng thái độ lạnh lùng đáp lại xin lỗi tôi không biết uống rượu tôi vừa dứt lời thì ông ta cầm ly rượu đi đến gần tôi có phải là em đang giận tôi chuyện để em chờ đợi lâu không chứ phóng viên như bọn em không biết uống rượu thì rất vô lý ai cho rằng làm phóng viên là phải biết uống rượu tôi thực sự không biết uống rượu và cũng không thích uống rượu xin đừng có ép tôi tôi cứ tưởng tôi đã dùng thái độ rất kiên quyết đó rồi thì ông ta sẽ ngưng ý định không ngờ sau đó một bàn tay của ông ta đột nhiên đặt lên vai tôi đi cùng với hành động kèm theo giọng nói khiến tôi sởn gai ốc thôi em không cần phải tỏ ra thanh cao với anh làm gì chứ anh thừa biết phóng viên bọn em lên giường để đổi lấy tin tức là chuyện bình thường anh đi thẳng vào vấn đề luôn nhé nếu em chịu qua đêm với anh một đêm nay thôi thì tất cả những tin tức hot nhất trong giới kinh doanh anh đều sẽ dành cho em hoặc là em chỉ cần ở nhà không cần phải làm phóng viên làm gì cho vất vả đã có anh nuôi cuộc sống riêng tư của cái tên giám đốc này khá phức tạp không phải là tôi không biết tuy nhiên trước giờ hắn chỉ lặng lẽ âm thầm ngoại tình vì ai mà chẳng biết hắn dựa cơ nhà vợ nên rất sợ vợ chỉ là tôi không nghĩ tới hôm nay hắn ta lại ngang nhiên muốn quấy rối tôi ở đây là cảm thấy tiền bạc của hắn có thể bắt tôi phục tùng được hắn hay sao và dường như tôi cũng cảm giác được đây không phải là lần đầu tiên hắn làm chuyện này với phóng viên như bọn tôi tôi chịu đựng cơn buồn nôn né bàn tay của ông ta khỏi bà vai của mình rồi đứng dậy nói thẳng ông sơn mình là đàn ông đã có tuổi sống sao để phúc cho con cháu và phải có lòng tự trọng buổi phỏng vấn hôm nay tôi xin hủy nói xong thì tôi bước vội về phía cửa thế nhưng vừa vặn nắm đấm cửa giọng ông ta lại thản nhiên truyền đến hôm nay nếu em không phục vụ anh thì em đừng hòng ra khỏi nơi này tốt nhất là em ngoan ngoãn đi đằng nào ngủ với ai chẳng là ngủ ngủ với anh vừa có lợi cho công việc của em vừa có tiền không sướng hơn sao tôi hoảng sợ sau lưng toát mồ hôi lạnh tay phải vặn mạnh nắm đấm mấy cái nhưng không hề có động tĩnh cửa đã bị khóa quay đầu lại nhìn thấy hắn ta đang nhoẻn nụ cười đê tiện vô cùng sau đó ông ta bắt đầu cởi từng cúc áo trên người để lộ ra những ngấn mỡ chảy xệ khiến tôi cảm thấy buồn nôn vô cùng ông định làm gì ông ta không nói gì nữa chỉ cười rồi bước về phía tôi tôi run sợ chạy vòng quanh bàn nhưng cuối cùng vẫn bị ông ta bắt được ôm chầm lấy tôi từ phía sau đầu ông ta rúc vào gáy tôi tôi cố gắng chống cự dãy ruộng cố gắng đẩy ông ta ra khỏi người mình, nhưng càng chống càng tốn sức lực mà không giải quyết được gì. Khi bị ông ta đè xuống bàn, trong phút giây hoảng sợ nhất, thì trong đầu tôi trượt lóe lên một ý nghĩ, giọng tôi lưu nhíu bảo. Khoan, chờ một chút, để tôi uống một ngụm rượu được không? Đằng nào tôi cũng không thể trốn được. Hãy để tôi uống một chút rượu như vậy, ông cũng có thể thỏa mãn. Ông ta nghe vậy, liền nhíu mày rồi đứng thẳng lên nhìn người tôi. Đấy, ngay từ đầu em ngon ngoãn như vậy có phải tốt hơn không? Nhanh lên, anh chờ. Tôi chậm rãi đứng dậy, trong lúc ông ta lơ đãng nhìn đi hướng khác, tôi lén lấy điện thoại ra, bật camera quay thẳng vào mặt ông ta. Hiện tại, tôi đang phát trực tiếp trên trang Facebook của tôi, có 12.000 người theo dõi, nếu như ông dám làm gì tôi, cả nước sẽ biết bộ mặt thật của ông. Ông ta thấy vậy, sắc mặt tái mét, sau đó hốt hoảng tiến về phía tôi muốn giật điện thoại, nhưng tôi lại nói lớn. Ông quay mặt về đây đi, để cho mọi người thấy rõ khuôn mặt đê tiện của ông muốn cưỡng hiếp người khác ông ta nghe xong liền xấu hổ quay đầu đi rồi che mặt quát cô tắt điện thoại ngay đi cho tôi muốn tôi tắt thì lập tức mở cửa cho tôi được cô quay điện thoại ngay ra hướng khác sau khi hắn ta mở cửa cho tôi tôi vội vàng cầm túi sách chạy nhanh ra bên ngoài nhìn thấy mọi người đi lại tôi mới biết mình đã sống thực ra vừa nãy tôi chỉ ấn vào chế độ quay chưa chưa bấm nút phát trực tiếp mục đích chỉ để dọa hắn ta mà thôi cũng may là có tác dụng. Nếu như tôi chỉ là một phóng viên bình thường, không phải là vợ của Minh, không phải là con dâu của chủ tịch tập đoàn Huỳnh Anh, thì chắc chắn hôm nay tôi sẽ cho loại người như hắn ta lên sóng để mọi người biết bộ mặt đê tiện của một giám đốc công ty với vẻ ngoài đạo mạo như thế nào. Thậm chí tôi sẽ tố cáo ông ta với pháp luật tội quấy rối tôi. Nhưng mà làm dâu tập đoàn lớn, tôi không thể tùy tiện hành xử theo bản năng. Có nhiều chuyện dù bất mãn vẫn phải âm thầm chịu đựng để tránh làm ảnh hưởng tới tập đoàn ra khỏi khách sạn lòng tôi vẫn đầy uất ức cái cảm giác buồn nôn và bị xúc phạm khi bị sờ mó đó cứ quanh quẩn trong lòng tôi cuối cùng không kìm nén được mà bật khóc tôi phải mất một lúc rất lâu mới bình ổn lại được tâm trạng để quay trở về tòa soạn làm việc lúc bước vào tòa soạn tôi đi vào thẳng phòng của chủ biên định báo cáo tình hình với chị ta về buổi phỏng vấn hôm nay nhưng con bé chi nói chị chủ biên vừa ra ngoài nghe nói đi họp trên tổng tới chiều mới về Thời gian trôi qua rất nhanh, kéo một cái hết một ngày làm việc. Tới lúc tôi tan làm vẫn chưa thấy chị chủ biên về để báo cáo công việc. Tôi đành thu dọn đồ đạc rồi tan làm cùng với mọi người. Khi tôi vừa bước tới sảnh, bỗng thấy có ba bốn người phụ nữ to béo đứng đó hung dữ quát lên. "Con nào là con Huyền anh báo kinh tế?" Mấy người đồng nghiệp nghe vậy đổ mắt nhìn về hướng tôi. Tôi ngơ ngác vì chưa kịp hiểu chuyện gì, chưa biết mấy người này là ai thì một người trong số đó đã đi đến trước mặt của tôi giáng một cái bạt tai xuống mặt như trời giáng khiến tôi xây sầm mặt mày trong giây lát giọng người đàn bà đó chui chéo vang lên con đĩ này mày dám ve vãn chồng bà à? mày dám đòi lên giường với chồng bà để đổi lấy tin tức à phóng viên gì cái loại mày cái tát của bà ta như nảy lửa cả người tôi choáng váng mất một lát mới định thần lại được tôi nhìn bà ta người phụ nữ đánh đá chợ búa này tôi không thể đấu đá chân tay với mụ ta được nên đành cố gắng giữ bình tĩnh nói này bà có nhầm lẫn gì không từ trước đến giờ tôi chẳng quyến rũ ai cả nên bà đừng có mà vu oan cho tôi bằng không tôi sẽ kiện bà tội vu khống vu oan con mẹ nhà mày nỗi oan thị màu à để tao nói cho mày biết tao là trương thị hà là vợ của ông phạm tiến sơn giám đốc công ty sơn hà người mà mày muốn phỏng vấn trên giường sáng nay đấy hóa ra là vợ của ông sơn tôi không biết ông ta đã nói gì với vợ của mình để đổi trắng thay đen sự thật tôi từ một kẻ bị hại thành bị cáo nghĩ đến ông ta lòng tôi càng tràn đầy uất ức tôi đáp đúng là sáng nay tôi có hẹn phỏng vấn với chồng bà nhưng sau đó tôi đã hủy cuộc phỏng vấn vì chồng bà có những hành xử không đúng mực với tôi tôi không biết ông ta đã nói gì với bà mà lời tôi chưa nói xong bà ta liền rít lên cắt ngang cái con già mồm này chồng bà lẳng lơ bà sẽ xử nhưng mày định đổ hết lỗi cho chồng bà mày xem đi Nói rồi, bà ta liếc mắt một cái, một người phụ nữ khác liền đi đến, rơi chiếc iPad lên. Trên iPad là hình ảnh của ông Sơn ôm tôi, nhưng không biết từ góc chụp thế nào, giống như tôi rất hợp tác và thỏa mãn với ông ta. Nhìn thấy những hình ảnh này, đầu tôi như bị nện một đòn đau đớn. Hình ảnh rõ ràng như thế, tôi có mười cái miệng cũng không thể thanh minh nổi. Mặt tôi bắt đầu nóng bừng, cảm nhận ánh mắt dò xét từ bốn phương tám hướng, ánh mắt xem thường khinh bỉ, còn có vẻ mặt thoải mái sung sướng của những người trước giờ từng ghét tôi. Tôi bất đến run cả người, cố gắng kìm nén sự khó chịu mở miệng nói. Chuyện này không như những gì bà thấy. Ảnh này là ông ta quấy rối tôi, tôi không làm gì cả. Nếu bà không tin có thể. Lời tôi còn chưa nói hết thì một vật thể lạ từ đâu bay thẳng vào người tôi. Thứ nước lòng tanh ngòm vàng trắng chảy dài xuống mặt tôi là trứng thối. Tôi ngước mắt lên, lại liên tiếp những quả trứng ném thẳng vào mặt, vào đầu, vào người. Hơn chục người đứng đó trơ mắt nhìn tôi, gương mặt tràn đầy hả hê khi thấy cảnh tượng này. Chỉ có mỗi con bé chi là lao đến đỡ cho tôi rồi gào lên. Mấy người qua đáng lắm rồi nhá. Mấy người chỉ dựa vào bức ảnh đã kết tội người khác. Dừng lại ngay. Dừng lại. Nếu không tôi sẽ báo công an. Báo mà bà sợ à? Đánh chết mẹ nó cho tao. Con bé vừa nói đến đó thì bị đẩy ra khỏi người tôi, sau đó ba người đàn bà to béo cùng lúc xông đến đè tôi ra quay đánh. Tôi lấy hết sức lực để chống trọi nhưng sức voi cũng không chống lại được số đông như vậy. Tôi gào lên trong bất lực. Buông tôi ra, buông ra. Ở trong khu làm việc lớn ngay trước mặt nhiều đồng nghiệp như vậy mà bị sỉ nhục và đối xử thô lỗ, dù da mặt có dày thì cũng không thể nào bước qua cánh cửa của lòng tự trọng. Tôi bật khóc, không phải vì đau mà vì nhục nhã. Cũng chính vào lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên. Các chị ơi dừng tay đi, sao lại đánh người dân ông nỗi này, dù người ta có phạm lỗi lầm thì đánh người cũng là phạm pháp." Đó là giọng nói của bà Nghi, không ngờ trong lúc này bà ta lại lên tiếng giúp tôi. Sau đó bà Nghi còn bảo với vợ ông Sơn, "Chị, tòa soạn bọn em không phải là cái chợ, em không biết thực hư đồng nghiệp của em và chồng chị thế nào, nhưng em thay mặt đồng nghiệp của mình xin lỗi chị, chị nề mặt tòa soạn bọn em dừng tay lại đi, chị đánh người ta như vậy một lúc nữa công an tới không hay cho chị và không hay cho cả tòa soạn của chúng em. Ngay vậy, vợ ông Sơn liền kêu mấy người kia dừng tay lại. Trước khi đi, bà tay chỉ tay vào mặt tôi. Nể tình đồng nghiệp của mày xin giúp, tao tạm tha. Hôm nay mới chỉ là cảnh cáo, để tao phát hiện ra thêm một lần nào nữa. Không nhẹ như vậy đâu, khôn hồn thì bỏ đi mà làm người. Nói xong thì bà ta cùng với mấy người kia bước đi, sau đó nghi bất ngờ chạy đến đỡ tôi lên, còn nhiệt tình đưa khăn cho tôi và con bé chi lau mặt đối với sự nhiệt tình này tôi không cảm thấy cảm động một chút nào ngược lại còn cảm thấy giả tạo vì tôi nhìn được trong ánh mắt chị ta rất hả hê nhưng mà kỹ năng diễn xuất của chị ta thực sự quá tốt bây giờ nhìn chị ta giống như một người đồng nghiệp tốt bụng trước giờ ở trong công ty ai mà chẳng biết tôi và chị ta không ưa nhau vậy mà ngày hôm nay tôi gặp nạn chị ta sẵn lòng giúp đỡ tôi không cần nghĩ cũng biết sau hôm nay mọi người càng nể trọng cách sống của chị ta một người phụ nữ vừa giỏi vừa sống đẹp còn tôi một người trong mắt mọi người đã không có năng lực làm việc chỉ dựa vào khuôn mặt để có thành tích tốt bây giờ cuối cùng cũng đã hiện nguyên hình huyền anh em về được không hay là chị đưa em về giọng bà nghi vang lên rất nhẹ nhàng tôi kìm nén uất ức và khó chịu đáp không cần em tự về được cảm ơn nói xong thì tôi nhặt túi sách rồi bước đi những tiếng xì xào bàn tán phía sau lưng không ngừng chuyển đến bên tai Chị nghi, chị thấy không? Chị không thèm chấp chuyện cũ giúp nó Mà cái thái độ của nó kìa, ngứa cả mắt Thật, biết thế Chị cứ để người ta đánh chết mẹ nó đi Chứ đáng đổi cái kiểu tiểu tam giật chồng người khác Giọng bà nghi đáp Thôi, dù cô ấy có sai Thì cũng là đồng nghiệp với mình Mình cũng không thể trơ mắt nhìn đồng nghiệp bị đánh như vậy được Có loại đồng nghiệp như thế Em từ chối nhận Sau câu nói ấy, những tiếng nói ngày càng xa dần Nên tôi không nghe rõ nữa tại thời điểm ấy sự xấu hổ khó chịu uất ức và bực bội của tôi gần như đã đạt tới đỉnh điểm bất giác tôi lại nghĩ đến chồng mình nếu như hôm nay anh ở đó chắc chắn tôi sẽ không phải chịu oan ức như vậy nhưng mà khi kết hôn anh lại không cho phép tôi công khai mình là vợ của anh cuối cùng chỉ biết kìm nén uất ức để trở về nhà khi tôi về đến nhà cô ngọc đang tưới cây ngoài sân thấy tôi cô ngọc vẻ mặt lo lắng hỏi mợ mợ làm sao vậy Dạ cháu không sao Nếu chồng cháu không về Thì cô không cần dọn cơm cho cháu nhé Cháu lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi ạ Khóe môi cô Ngọc như muốn nói điều gì đó Nhưng tôi đã bước đi Lên đến phòng tôi đi thẳng vào nhà tắm Ngâm mình trong bồn nước Tôi cố gắng không nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm nay Nhưng nó ám ảnh trong tâm trí của tôi mãi không thôi Nhất là khi nghĩ đến cái ôm của lão Sơn Những lời sỉ nhục Những ánh mắt khinh bỉ của mọi người tôi lại muốn khóc Chỉ là cuối cùng tôi cũng nhịn được Buổi tối, tôi nhận được tin nhắn của bé Chi gửi đến hỏi thăm. "Chị còn đau không?" "Chị không còn đau nữa, chỉ cảm thấy nhục nhã thôi. Hôm nay cảm ơn em nhiều nhé." "Chị lại nói mấy lời khách sáo đó với em làm gì, đến bây giờ em vẫn tức sức mình yếu, không cho mấy con mũi một trận được." "Ừ, em có tin chị bị oan không?" "Tất nhiên là em tin rồi, làm việc với chị, em còn lạ gì con người chị nữa." Tôi cười trong nỗi chua xót, có lẽ con bé là người duy nhất trong tòa sạn tin tôi xong con bé chi lại nhắn tiếp mà chị chị có thấy những bức ảnh chụp chị với lão già kia căn góc rất tốt giống như có sắp xếp để cố tình hãm hại chị không con bé chi nói đến đây tôi mới ngờ ngợ nghĩ rõ ràng lúc tôi ở trong phòng với lão ta phòng bị lão ta khóa đến tôi cũng không mở được trong phòng lại không có một ai vậy người chụp những bức ảnh đó là ai trong khi những hình ảnh đó không phải trích xuất từ camera lẽ nào đã có người đặt camera giấu kín từ trước nếu là vậy thì mục đích chính là nhắm vào tôi, chứ không phải một vụ đánh ghen vì hiểu lầm thông thường. Nghĩ đến đây, toàn thân tôi bắt đầu ớn lạnh, nhưng không thể nào nghĩ ra nổi chính xác người đó là ai. Chỉ ngờ ngợ trong lòng vài người ghét mình như bà Nghi hay Gia Hân. Có điều không có bằng chứng chính xác nên tôi cũng không thể nào chắc chắn là họ được. Qua một hồi suy nghĩ, tôi mới nhắn lại cho con bé Chi. Mày nói chị mới nhớ, lúc đấy trong phòng, ngoài chị và lão già đó thì không có ai khác. Lúc lão quấy rối chị chị còn dọa lão ta mình đang phát trực tiếp nên lão mới thả chị đi tiếc thật lúc ấy biết thế chị bấm nút quay chế độ chỉ mình tôi thì giờ đã có bằng chứng rồi vâng thật ra chị cũng không nghĩ tới trường hợp này lòng người đúng là đáng sợ vãi chị ạ mà thôi chuyện qua rồi chị cố gắng lên nhé mình không làm gì sai thì chẳng việc gì phải sợ người làm trời nhìn những đứa hãm hại chị sớm muộn gì cũng gặp quả báo thôi đời này có luật nhân quả mà ừ chị biết rồi khổ thân mày nay vì chị cũng bị dính mấy quả trứng thối Ui giời không sao đâu chị ạ Mà nay chị về nhà chồng chị có bảo sao không À lúc chị về Chồng chị chưa đi làm về nên không biết Thôi nghỉ sớm đi mai gặp Ok chị Qua một đêm ngủ chập chờn Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy khắp người mệt mỏi Dịu dạo vô cùng Sau chuyện ngày hôm qua Thật lòng hôm nay tôi không muốn đến tòa soạn Nhưng nếu không đến Mấy người muốn hại tôi lại đắc ý quá rồi Tôi tự dặn lòng mình người ta càng muốn vùi dập mình mình càng phải ngừng cao đầu kiêu hãnh vươn lên gây ngay không sợ chết đứng tôi lấy lại tinh thần thay quần áo trang điểm nhẹ nhàng rồi đến tòa soạn như ngày thường lúc tôi đến từ sành bước vào phòng làm việc mỗi bước chân tôi bước đều có những ánh nhìn lén lút rồi xì xầm bàn tán tôi biết kiểu gì bọn họ cũng đang nói đến chuyện của tôi nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường bước đi vào đến phòng làm việc những đồng nghiệp ngồi cùng với tôi cũng đang túm tụm xì xào Thấy tôi, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn với ánh mắt vô cùng khinh bỉ. Tôi hít một hơi thật sâu, đi đến chỗ ngồi của mình. Giữa văn phòng rộng lớn, tôi cảm thấy mình thật lạc lõng và cô đơn, cho đến khi con bé Chi đi đến nói chuyện với tôi thì phần cô đơn đó mới vơi bớt đi một chút. Trưa hôm đó, ngay cả mấy chị trong tổ bình thường hay rủ tôi đi ăn cơm trưa, nhưng hôm ấy lại lặng lặng đi trước, cuối cùng cũng vẫn là chỉ có một mình con bé Chi đi cùng với tôi trong lúc ăn con bé chi luôn miệng động viên tôi ở đời này có những người mở miệng ra toàn mùi thối nên chị cứ bỏ ngoài tai những lời nói của mấy người thối mồm thối miệng nó đi nhé để ý làm gì cho mệt chị ạ ừ chị biết rồi chị cũng có để ý đâu cố gắng làm tốt công việc của mình thôi nói thì nói vậy nhưng khi ăn trưa về lại nghe mọi người bàn tán về mình tôi ức muốn ướt nước mắt đúng lúc đó thì giọng chị chủ biên vang lên tôi vừa mới đi vắng có một hôm mà cái tòa soạn này đã loạn lên như cái chợ rồi mọi người còn muốn làm việc tiếp nữa không hay là thích buôn dưa lê bán dưa chuột thì tôi cho ra ngoài chợ ngồi buôn sự việc của huyền anh tôi vừa nghe qua nhưng điều đầu tiên tôi thất vọng không phải là thất vọng cô ấy mà là thất vọng về cái cách cư xử của mọi người những người mang tiếng là đồng nghiệp của cô ấy trước giờ trong tòa soạn này việc ganh ghét tranh nhau nguồn tin tôi không còn lạ gì nữa nhưng tôi mong một số người sống đẹp lên đi đừng thấy người ta gặp chuyện lại đổ thêm dầu vào lửa từ hôm nay trở đi tôi không còn muốn nghe thêm bất kỳ lời ra tiếng vào nào bàn tán về chuyện gì khác chúng ta đến đây để làm việc nên hãy tập trung cho công việc nếu tôi còn thấp thoáng nghe được lời xì xào bàn tán thì đừng có trách tôi nghiêm khắc còn việc của phóng viên huyền anh tòa soạn tự có cách xử lý nói xong chị chủ biên liếc mắt nhìn về phía tôi vài giây rồi bảo huyền anh vào phòng chị một lát dạ vâng sau khi tôi bước vào phòng riêng của chị chủ biên chị liền bảo Sao xảy ra chuyện lớn như vậy mà không gọi chị? Ngày hôm qua, em gọi cho chị hai cuộc không được. Có lẽ lúc ấy chị đang ở trong phòng họp với tổng biên, em ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện. Tôi gật đầu kéo ghế ngồi xuống đối diện với chị chủ biên, sau đó chị chủ biên nhìn tôi, ngập ngừng một lát mới nói. Đầu tiên, chị phải nói rõ, từ trước đến giờ chị không quan tâm đến đời tư của em, nhưng mà hình như em có chồng rồi đúng không? Tôi nhíu mày nghi hoặc nhìn chị chủ biên rồi hỏi lại. Chị tin những bức ảnh giữa em và Lão Sơn là thật à? Chị chủ biên ngập ngừng một lát rồi mới đáp. Thật ra chuyện thế này trong nghề nào cũng không phải là hiếm. Thật sự... Chị chủ biên nói đến đây tôi không kiềm chế được mà cắt ngang. Em thật sự không ngờ chị cũng nghĩ em như vậy. Đúng, đúng là em đã có chồng. Và em xin khẳng định trước giờ em không làm gì có lỗi với chồng mình cả. Sáng hôm qua theo lời của chị em đã đến công ty Sơn Hà ngồi đợi gần 2 tiếng đồng hồ mà không thấy ông Sơn về cái này tiếp tân công ty có thể làm chứng cho em lúc em chuẩn bị về thì ông sơn gọi điện nói là mình đang ở khách sạn dành hơn một tiếng đồng hồ và bảo em đến đó phỏng vấn mới đầu trong người em bực dọc cũng không muốn đến nhưng cuối cùng nghĩ đợi gần hai tiếng đồng hồ mà không được kết quả gì nên lại đồng ý lúc đến em mới ngỏ lời bắt đầu vào công việc thì lão sơn đã có hành vi quấy rối em em phải lấy điện thoại ra dọa phát trực tiếp thì lão mới tha cho em đi lúc ấy trong phòng chỉ có mình em và lão sơn nên hình ảnh chụp em và lão ta hôm qua em nghĩ chắc chắn có người muốn hạ uy tín và danh dự của em sau khi em về tòa soạn muốn báo cáo với chị về vụ việc nhưng lúc ấy chị đã ra ngoài rồi em biết chị có thể không tin lời em nói nhưng con người em trước giờ đã làm điều gì sai thì sẵn sàng gánh chịu hậu quả tương ứng nhưng chuyện em không làm sai thì ấn đầu em em cũng không nhận tôi nói một chàng chị chủ biên vẻ mặt đơ ra một hồi rồi đáp được rồi được rồi em cứ bình tĩnh năng lực của em trước giờ chị là người hiểu rõ nên chị không bao giờ hoài nghi về năng lực của em chị cũng nói ngay từ đầu trước giờ chị không quan tâm tới chuyện riêng của em chính vì không hiểu nên chị mới có một chút suy nghĩ lệch lạc chị xin lỗi vì thực ra chị làm trong nghề này đã từng chứng kiến rất nhiều trường hợp như vậy nhưng trong số họ chẳng ai được giỏi như em đúng là giờ ngồi suy nghĩ kỹ lại hơn mới thấy những người không có năng lực mới đi đường tắt thôi được rồi chị sẽ báo cáo lại chuyện này với tổng biên tập để minh oan cho em chúng ta cây ngay không sợ chết đứng cố lên cảm ơn chị em về chỗ làm việc đi yên tâm chị đã chỉnh đốn mọi người nên chắc sẽ không ai dám nói gì nữa đâu chuyện gì rồi cũng sẽ có kết thúc hiểu lầm nào rồi cũng sẽ được sáng tỏ chỉ cần chúng ta biết chờ đợi à nếu cảm thấy tinh thần không ổn thì có thể nghỉ ngơi một hai hôm tôi gật đầu nói lời cảm ơn chị rồi một lần nữa rời khỏi phòng sau khi chị chủ biên lên tiếng, từ lúc đó cho đến hai hôm sau, tôi không thấy mọi người bàn tán gì thêm nữa. Cứ tưởng sóng đã yên, biển đã lặng. Không ngờ trưa đó khi đang ăn trưa, con bé Chi liền giơ điện thoại ra cho tôi xem một hình ảnh được chụp lại trong một group chat ở Zalo. Tên nhóm trên đầu đã bị cắt bỏ, còn nội dung chính là mấy người trong tòa soạn nói có cả người trong tổ của bà Nghi, cả người trong tổ của tôi cũng có. Mọi người, tôi vừa nghe được tin hot, cuộc phỏng vấn với Đông Dương chuyển sang độc quyền hôm trước cũng là nhờ đi đường tắt đấy. Mấy người bên dưới liên tục nhắn. Vì cô ta trước giờ làm việc dựa vào tướng mạo thành tích dựa vào đàn ông nên không còn ngạc nhiên gì nữa. Bảo sao, dạo này tin hot có độ chú ý cao toàn rơi vào tay cô ta, đáng sợ thật. Mà cũng nể cơ, người thì bé nhỏ mà sức dai phết nhỉ, anh nào cũng chiều được. Eo, nói nghe mùi bệnh dịch vãi, bà Ngân Nguyễn cẩn thận ngồi gần lây bệnh đấy nhá đọc những dòng chữ này tôi tức đến run người con bé chi không kìm nén được đập bàn nói người trong tổ bà nghi thì không nói còn có vài người trong tổ mình mà những người này bọn họ có thấy chị là người hay ở lại tăng ca nhất để tổ có thể hoàn thành kpi sao bọn họ có thấy những hôm viết bài cơm trưa của chị cũng quên ăn không bọn họ có ai chăm chỉ và nghiêm túc như chị chưa chưa kể rõ ràng đều biết văn phong của chị rất tốt độc giả còn công nhận điều đó mà thế mà khi xảy ra chuyện cố tình lập nhóm khua môi múa mép, đơm đặt điều xấu cho chị. Thời gian đó sao không đi mà phát triển năng lực nghề nghiệp nghiệp vụ của bản thân đi, rồi suốt ngày phàn nàn, chị chủ biên thiên vị chị, tức quá mà. Giờ phút này, nội tâm tôi vô cùng uất ức nhưng cũng rất cảm kích con bé Chi. Chi, cảm ơn em vì luôn đứng về phía chị. Trời ạ, à, chị đừng nói mấy lời khách sáo với em như vậy, mà chị, hay là mình đi đối chất thẳng với những người đó đi. Chị cũng rất muốn đối chất với họ ngay lúc này muốn làm ầm lên với họ một trận cho ra ngu ra khoai. Nhưng mà có rất nhiều chuyện, dựa vào gây gổ thì không có ích lợi gì. Cho dù ầm ý thắng, thì trong lòng người ta cũng không phục. Vào loại thời điểm này, chỉ có dựa vào hành động mới có thể chặn miệng người khác thôi. Con bé Chi nghe vậy thì thở dài một hơi nặng nề. Cũng phải. Mà chị, hay là chị thử tới khách sạn, xin trích xuất camera xem được không? Trong phòng đó không có camera em ạ. Ôi, thế thì cũng khó thật, chán nhở buổi tối tôi về nhà thì đã thấy minh về rồi cô ngọc dọn cơm lên nhưng tâm trạng không tốt tôi ăn gì cũng cảm thấy không vừa miệng nên cuối cùng ăn được vài miếng rồi lên phòng nằm dặn lòng không được nghĩ nhưng khi nằm xuống tôi lại nghĩ đến những lời người ta nói nghĩ đến việc làm sao để chứng minh bản thân mình vô tội còn đang tha thần suy nghĩ thì cánh cửa phòng mở ra minh từ ngoài bước vào nhìn tôi vài giây rồi hỏi ngủ sớm vậy tôi chỉ đáp hôm nay tôi muốn ngủ sớm mình không nói gì nhưng một lát sau anh bất ngờ gọi tên tôi huyền anh sao ạ à? đã làm vợ của tôi không cần phải nhún nhường bất kỳ ai nói xong thì anh bước đi tôi ngơ ngác nhìn theo anh anh nói vậy là có ý gì giống như anh đã biết hết thảy mọi chuyện tôi trải qua mấy ngày hôm nay vậy nhưng mà rõ ràng mấy hôm nay anh đâu có về nhà nhưng dù sao đi nữa lời nói này của anh khiến tâm trạng tôi phấn chấn lên rất nhiều phải rồi tôi làm vợ anh tôi càng phải mạnh mẽ, chút sông bão này chỉ là nhỏ thôi. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, tin đồn về tôi cũng bớt hơn một chút, do tôi không thèm bận tâm, không thèm cãi cọ qua lại, nên mấy người đó giống kiểu nói chán thì thôi. Một hôm tôi đang làm việc, thì chị chủ biên đi tới gấp gấp thông báo. Mọi người khoan hãy làm việc, giờ chuẩn bị bánh trái với trà cho chị, nhanh lên. Chị vừa nhận được tin từ tổng biên tập nói, xếp minh tập đoàn Huỳnh Anh đang sang bên tòa soạn của mình tổng biên tập cũng đang trên đường tới để tiếp đón xếp minh cả người tôi thoáng sững sờ trong giây lát không biết ngọn gió nào lại thổi được ông chồng của tôi đến đây bà nghi lên tiếng hỏi chị xếp minh sang đây có việc gì ạ lời bà nghi vừa dứt thì giọng nói quen thuộc của minh từ ngoài cửa truyền đến không có gì quan trọng chỉ là đến thăm vợ một lát thôi ngay lúc ấy không chỉ tôi mà tất cả mọi người kinh ngạc đến mức người nào người nấy tròn xoay mắt nhìn chị chủ biên kìm nén sự kinh ngạc cười nhẹ kính cẩn hỏi xếp minh vợ xếp là ai vậy ạ dưới ánh mắt kinh ngạc của rất nhiều người anh chậm rãi đến trước mặt tôi đầu hơi cúi xuống ánh mắt dịu dàng như nước mùa xuân giọng nói nhẹ nhàng gặp chồng em cứ ngây người ra thế ở huyền anh tôi lắp bắp hỏi sao sao anh lại đến đây từ ngày kết hôn anh chưa biết chỗ làm việc của em thế nào nay tiện đi qua thì dễ vào nói xong anh xoay người nhìn về phía chị chủ biên và mọi người, giọng lạnh lùng dõng dạc nói. Có mặt tất cả mọi người ở đây, tôi xin tự giới thiệu tôi là Minh, là chồng của phóng viên Huyền Anh. Chúng tôi kết hôn đến nay đã được 2 năm 3 tháng, nhưng bây giờ tôi mới có dịp chào hỏi mọi người. Vì vợ tôi không muốn bị mang tiếng ngồi dựa lưng vào núi lớn, cô ấy muốn tự mình phấn đấu, nên tôi luôn tôn trọng quyết định của cô ấy. Nói đến đây, anh dừng lại vài giây, ánh mắt lạnh băng liếc nhìn một lượt những người mới hôm qua còn hùng hổ nói xấu tôi, bây giờ người nào người nấy, khuôn mặt tái xanh tái mét, trong ánh mắt tràn đầy sự lo lắng, có lẽ đều không ngờ rằng, một người mà bị họ khinh thường mấy nay lại là vợ của giám đốc một tập đoàn lớn. Lúc này anh lại lên tiếng tiếp, giọng nói còn lạnh lùng hơn khi nãy. Nhưng mấy ngày nay, tôi nghe tin mọi người đang đồn ầm chuyện vợ tôi lên giường với đàn ông để đổi lấy tin tức. Có lẽ mọi người chưa biết rõ về tôi, tính tình tôi không tốt lắm rất tự phụ nên đối với chuyện này cũng không khác gì sỉ nhục tôi bởi vậy hôm nay tôi đến đây làm cho ra nhẽ mọi chuyện khi nghe minh nói đến đây tôi kinh ngạc tròn xoay mắt nhìn anh tại sao anh lại biết chuyện này nếu vậy thì ngày hôm nay anh đến chính là để đập tan tin đồn kia trả lại sự trong sạch cho tôi sao mấy hôm vừa rồi có những lúc vì quá uất ức nên tôi từng nghĩ đến trường hợp nếu như công khai mình là vợ của anh thì mọi chuyện coi như được giải quyết nhưng nghĩ về hiện thực của hôn nhân của chúng tôi, cuối cùng lại chọn cách tự mình đương đầu với bão tố. Chị chủ biên dè dặt lên tiếng. Xếp mình, đầu tiên là tôi xin thay mặt cho tòa soạn, xin lỗi anh về những tin đồn không đáng có với Huyền Anh. Chúng tôi sẽ điều tra và làm rõ chuyện này, nhất định sẽ cho anh một lời thỏa đáng. Chủ biên, không cần làm phiền đến cô và tòa soạn. Tôi đã đến đây, thì ắt phải điều tra rõ thì tôi mới đến. Nói xong, anh liếc mắt nhìn về hướng nói lớn. Cô chạy đi đâu? Bàn chân đang bước của bà Nghi chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng nói của anh. Mọi người đưa mắt về hướng của chị ta. Chị ta từ từ quay đầu nhìn lại, sắc mặt tái nhợt như không còn giọt máu nào lắp bắp đáp. Tôi... Nãy giờ chưa thấy ai pha trà mời xếp nên tôi định đi pha trà. Minh nhìn chị ta, khóe môi khẽ nhếch lên gương mặt lạnh tanh. Tôi tưởng sợ quá nên muốn trốn. Cả người chị ta bỗng run lên thế nhưng trong giây lát như cố gắng lấy lại được bình tĩnh nở nụ cười bảo sao tôi phải trốn chứ ạ à? sếp minh thật khéo đùa chuyện của vợ tôi thế nào đừng nói là không liên quan đến cô dạ tất nhiên là không liên quan rồi ạ về tin đồn tôi không hề tham gia sếp không tin thì hỏi mọi người xem mọi người sẽ làm chứng cho tôi ngược lại cái hôm vợ sếp bị đánh chính tôi là người bảo vệ cô ấy mặc dù từ trước đến giờ tôi và cô ấy không ưa nhau nhưng mà cũng không thể nghĩ chuyện này là do tôi làm nếu vậy oan cho tôi lắm ạ Minh không thèm trả lời. Sau đó, anh lấy chiếc điện thoại trong túi quần, dơ ra trước mặt mọi người đoạn nói chuyện của anh và bà vợ Lão Sơn. Trong video, bà vợ Lão Sơn khúm núm nói Xếp mình, tôi thật sự không biết đó là vợ cậu. Sau khi biết phóng viên Huyền Anh là vợ của cậu, tôi đã tra hỏi thằng già nhà tôi. Lão cũng khai nhận là lão chủ động quấy rối phóng viên Huyền Anh, chứ không có chuyện phóng viên Huyền Anh dụ dỗ lão. Những hình ảnh đó là được cắt ghép và chỉnh sửa lại. Là tôi ngu tôi dốt tôi không tìm hiểu kỹ, đã đổ tội cho vợ của cậu. Tôi thành thật xin lỗi và xin chịu trách nhiệm. Những hình ảnh đó, ai gửi cho bà? Là phóng viên Thư Nghi, đồng nghiệp của phóng viên Huyền Anh gửi cho tôi. Tôi đúng là già đầu còn ngu, còn để một đứa danh con kích động. Các bạn vừa nghe hết tập 4 bộ truyện độc quyền của tác giả Trang Bubi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.